Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Hôm nay mình xin dành video này, một ít thời gian trong video này để giới thiệu về bản thân mình cũng như đôi nét về kênh YouTube của mình để gửi đến các bạn. Mình xin giới thiệu, mình tên là Hải Quang và mình đến từ Đồng Tháp. Nhắc đến Đồng Tháp thì các bạn, nhiều bạn sẽ nghĩ đến ngay về những đặc sản của Đồng Tháp, giống như là sen của Tháp 10 hay là xoài cao lãnh, nem lai dung, quýt hồng lai dung, hủ tiếu Sa Đéc. Nhưng mình không ở những nơi đó các bạn. Mình đến từ một huyện hạ nguồn của tỉnh Đồng Tháp, đó là huyện Châu Thành. Vậy các bạn sẽ hỏi là huyện Châu Thành thì có đặc sản gì không? Có đó các bạn. Quê mình thì trồng rất là nhiều nhãn, và hiện nay phổ biến nhất là nhãn da bò và nhãn Thái. Như sau lưng mình các bạn cũng đang thấy là một vườn nhãn da bò nè. Và hiện tại thì nhãn Thái cũng đang từ từ thay thế nhãn bò, do nhãn Thái có giá trị kinh tế cao hơn. Thì như lúc nãy mình có giới thiệu cho các bạn đó, mình đến từ một miền quê của tỉnh Đồng Tháp. Mà miền Đồng Tháp là một trong 13 tỉnh của miền Tây. Vì vậy kênh YouTube mình xin chia sẻ đến các bạn những cái cảnh sống thường ngày của người dân vùng quê, những người dân ở miền Tây này. Các bạn cũng chắc đã từng nghe tới cái dòng chữ là miền Tây sông nước rồi đúng không? Thì tại sao như vậy? Thì đơn giản thôi, thì đa số tại vì ở miền Tây này thì có rất nhiều con sông, con rạch, con mương kết nối lại với nhau tạo thành những cái mạng lưới sông ngòi chằng chịt. Mà đại diện nhất là hai con sông lớn là sông Tiền Giang và sông Hậu Giang ở miền Tây này. Khi mà đến với miền Tây này thì các bạn cũng dễ dàng bắt gặp những cái hình ảnh như những chuyến đò ngang, đò dọc, những con sông đò ngang, đò dọc chạy qua chạy lại những con sông, hoặc là những cái cảnh sống gắn liền với những con sông, trên những con sông giống như là chài lưới, đánh bắt cá, nuôi cá bè, rất là nhiều các bạn. Khi mà bạn đến miền Tây, cho dù bất cứ mùa nào trong năm, bất cứ ngày nào trong năm hoặc là bất cứ tháng nào trong năm, bạn cũng có sẽ dễ dàng tìm thấy miền Tây có những nơi cây trái quanh năm bốn mùa chịu quả tốt tươi, dù là mùa nắng hay là mùa mưa, dù mùa khô hay là mùa nước nổi, thì trái cây ở miền Tây lúc nào cũng sum xê chịu quả. Đặc biệt trái cây ở miền Tây rất ngọt, rất ngon, vì tất cả những người nông dân nơi đây, những người trồng trọt và tạo lên những vườn trái cây sum xê chịu quả ấy, họ đã đem những tình cảm của mình, đem những niềm hy vọng cho mình gửi gắm vào từng những vườn trái cây, mong cho những trái cây ấy luôn luôn tươi tốt, luôn luôn chịu quả để có thể bán được giá cao, mà từ đó phát triển kinh tế gia đình. Bạn có thể đến với những vườn trái cây, những khu lục sinh thái, và điều đó sẽ được cảm nhận ngay tức khắc các bạn. Ôi, ngọt lắm á, quá là ngọt luôn. Thì thật là thiếu sót khi nhắc đến miền Tây mà không đến nói đến người miền Tây. Người miền Tây, đặc biệt là người nông dân miền Tây, thì họ rất là hiền lành và chất phác. Ngày ngày họ luôn chăm bón cho miếng ruộng, mảnh vườn của mình luôn luôn tốt tươi, cầu mong sao để có năng suất cao, bán được giá cao và nhằm từ đó cả khắc phục được kinh tế gia đình. Họ đặt tình cảm của mình vào miếng vườn, mảnh ruộng của mình, luôn luôn chăm bón, dầm mưa, dãi nắng, phơi sương, thức khuya, dậy sớm để chăm sóc cho mảnh vườn của mình, miếng ruộng của mình. Họ không ngại khó khăn, gian khổ, miễn sao có được năng suất cao, giá cao thì họ rất là vui. Và từ đó họ lấy điều đó làm động lực để ngày ngày hăng say lao động.
Ngoài những điều mà mình vừa chia sẻ đến các bạn thì miền Tây còn rất nhiều những thứ mà các bạn sẽ cảm thấy thú vị khi đến miền Tây khám phá đó các bạn. Cũng giống như là những món ăn của miền Tây, có thể kể đến là cá lóc nướng chui gói bánh tráng, gà nấu cháo trộn gỏi bắp chuối, và rất nhiều những món ăn khác thì các bạn đến miền Tây khám phá sẽ rất thích thú đây. Còn nữa là những nét văn hóa của người miền Tây, những đặc sản miền Tây, cũng những nét văn hóa miền Tây, cũng như con người miền Tây, và những thứ mà mình vừa kể sẽ là những điều thú vị mà chờ các bạn khám phá. Và đó là những cái nét mình sẽ gửi đến trong những video trong kênh YouTube của mình. Thì những ai muốn khám phá về miền Tây, muốn tìm hiểu về miền Tây, tìm hiểu về những món ăn ngon của miền Tây, tìm hiểu về con người của miền Tây, tìm hiểu về những nét văn hóa của miền Tây thì có thể tham khảo trên kênh YouTube của mình. Thì kênh YouTube của mình thì mình không dám hứa là thể hiện hết những điều mà mình vừa kể, nhưng mình chỉ mong gửi đến các bạn một phần nào đó để những ai không có dịp đến miền Tây, hoặc là hoặc là quá bận rộn với công việc không thể đến được đến miền Tây, thì mình xin giới thiệu đến các bạn kênh YouTube của mình. Trên kênh YouTube mình sẽ giới thiệu đến những điều mà mình vừa kể. Rất mong các bạn ủng hộ đến kênh YouTube của mình. Xin trân trọng cảm ơn. Hãy cho mình biết các bạn đang nghĩ gì bằng cách để lại comment phía bên dưới. Hãy nhấn đăng ký để tiếp tục theo dõi video trên kênh của mình. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.